chỉnh nào vậy? Chỉnh gì? À, gen à? Select job á, select. Select job. Và sao nữa? Chọn mấy cái này hả? Rồi sao? Đúng rồi. Bấm ready. Start nha. Ừ. Bin đâu rồi? Bin ơi. Gì vô lẹ vậy? Bin chưa vô. Bruh. Đi chậm quá ta. Có nút nào đi nhanh mấy không? Mấy bin vô chậm. Mấy bin vô chậm. Không không, ý là có nút nào để chạy nhanh đấy. Ship ship. À, sao thấy vừa chạy chậm này. Chôn à. Rồi nhiều khi bấm nó vẫn chạy chậm. Thì nó không nhanh chút nào. Đúng rồi, nó cứ sao sao. Để pin vào đĩa. Vô nè. Đèn kiểu gì nhỉ? À đây rồi. Tên của con ma là Taylor. Gì sao camera bị gì này? Fuck. Cái camera đó là để gì ta? Để ra đây coi. Nhưng mà dùng như thế nào đấy? Bấm nút nó hiện màu xanh chưa? Rồi. Rồi bấm chữ F để lên bàn. Rồi. Bấm nút chuột này nè, bấm nút chuột. Rồi nè. Bấm bàn phím đi, bấm mấy bàn phím. Đó. Ồ. Ý con ma kìa. Ôi, gì ghê vậy? Okay. Nhặt lên lại, à, E à. Hiểu, hiểu. Vậy là camera này phải đặt. Gì đây? Object 1. Discover what type of work we are doing it. Revenge God from hunting. Mình có này không? Crucifix là gì vậy? EMB Reader nè. Hả? Mình có hai món đó chưa? Clean the area near the ghost using smudge stick. Taylor. Ôi, nó bảo là nó chỉ trả lời những người đi một mình thôi này. Bin đi một mình nhá. Gì đây? Mở đèn sao vậy? Tối quá. Vô. Sao tối vậy? Holy fuck. Bin ơi. À. Hình như đèn đó là để gì ta? Để dò coi có dấu vân tay của ma không. À, à đèn rồi, có đèn rồi, có đèn rồi. Ôi. Bin ơi. Sợ lắm luôn. Để Bin gọi tên nó thử nè.
Bình ơi, mình nghĩ chúng ta nên gọi thêm người chơi á. Mở cửa Ừ, bởi vì phải xem hai thằng nữa mới vui. lúc nào vậy? Chuột trái, chuột trái. Chừng trái tắt đèn. Thì là cửa đó mở không được hay sao á? Cửa này mở được. Khoan khoan, đi kiếm chìa khóa. Ê, nó đang gần đây á. Kia đang trên lầu hay sao mà kia. Hello, are you here? Ê Bin ơi, Hello. Đừng đi một bên đâu ơi. Lên lầu không? Nó trên lầu chứ không đâu đó. Ok. Coi từ từ Không từ từ được. sợ Lên lầu đi đâu ta? từ 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 để gọi coi có ai chơi không. Tắt cái miếng đi, ghê quá. Nó mà tắt đèn là nó dí á. Cẩn thận nha, nó tắt đèn là nó dí á. Gì ghê vậy? Ừ, nó Giờ sao dí rồi sao chạy? Lúc nào chạy vậy? Ôi, nghe tiếng xếp chân, rồi để chạy. nghe tiếng chân ghê. Chưa đâu, chưa. Sao mình đứng yên mà sao cứ nghe tiếng chân vậy? Nó mà tắt đèn rồi mới gọi là. Nhưng mà nó mà đi một cái là nó đóng cửa ngoài á, nó không cho mình ra đâu. Thế chạy kiểu gì? Nó nước núp mà. Kim chỗ nó núp. Giờ sao nhỉ? Sao chạy không được này? Chỉ có đi bộ thôi. Bấm ship nữa. Mà ship nữa cũng giống như là chạy. Cũng vậy á, không có chạy. Ừ. Game này không có chạy. Em nè. Bây giờ kiếm cái chìa khóa đi kìa. Chìa khóa gì đây nè? Đâu đâu đâu, để ra đây thử coi, lấy được chìa khóa rồi nè. Nó đang trên lầu á, trên lầu thì có một. Có đang xài camera. Cái camera hồi nãy á, Đây 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 đây. Làm sao? đặt nó đại ở đâu đi. Đặt ở Xong đây. rồi đi ra coi. Đặt sao nhỉ? Mép Ê. ba mép. Ơi, đặt ngược rồi. Xoay là bấm nút chuột trái á. Xoay hướng đéo nào nhỉ? Không thấy. Không thấy cái hướng nào xoay. À, thấy rồi. Rồi. Ơi, khoan, mở chưa nhỉ? Mở, mở. Rồi, 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 rồi. Ok, ra ra một xe coi. Cái gì đâu, trắng bóc này. Bấm vô bàn phím, bấm vô. Giờ pin pin đi vô kêu kêu đi. Ok. Thấy nha, đi đi vòng vòng một mình trong nhà kêu á, tại vì nó Hello, are you here? phải kêu Ruth Taylor chứ, nó tên Ruth Taylor mà. Coi nào nó chạy ra ngoài này được không Bin?
nó không có ra ngoài được. Sao không thấy nhỉ? Dùng cái đó như thế nào đấy? Dùng cái để kêu Chưa gọi tắt đấy. này. Hello. Gọi nhiều vào. Ơ, quên lấy được cái bảng gì nữa này. Đồ có đo đó, hả? nhìn nhìn cái bảng hoạt động nè, nhìn cái bảng này nè là nó có đó, nó chuẩn bị gì nè 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 quên quên có cái này nè, lấy gì vậy? à, cái đồ đo gì năm dấu á, Năm dấu nó mà hả? dí mà là nó sẽ năm hiện lên năm cái dấu gì á. Mình lấy camera vô hả? Ừ, Ủa sao hiện camera này? bên đang xài cái gọi là hình á. Để coi còn cái gì để xài không? Giờ bây Có giờ quyển sách, có quyển sách. giờ đi tìm dấu vân tay nó chứ. Activity nè, thấy bắt đầu giảm dần rồi đó Bin. Hay là cầm quyển sách gọi Ruth Taylor nhỉ? Quyển sách là để gì ra? Hình như là viết cái dấu hiệu ra. Thấy dấu hiệu của nó giảm dần rồi nè. Để đi gọi thử. Ừ, đi gọi thử đi. Thấy hiện nha, càng ngày càng mất mất dấu hiệu này. Rồi 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 nó trên lầu. Ừ. Nó tự mở nước nè. Bắt đầu lên sóng rồi nha, bắt đầu sóng sóng lên nhẹ nhẹ nha. Hello, are you here? Hello. Gọi liên tục luôn. Hello. Hello, are you here? Come here, come here, Taylor. Come here, Taylor. Taylor, are you here? Dấu hiệu vẫn giảm nha, không có gì hết nha. Không hiện nha. Team Là nó trên Sanity là lầu gì? rồi. Team Sanity là gì ạ? Ở nào? Cái hình Team Sanity này. Hình như là nỗi sợ hay sao á. Nói mà giảm là mới sợ. Nếu là buôn đứng ở ngoài mà sợ gì nhỉ? Bây giờ Bin đi lên lầu xong rẽ qua bên bên phải. Nó mất dấu hiệu nha. Thằng này người Trung Quốc rồi Bin ơi. Ni hào được cái thứ đi. Ni hao Taylor. Gì? Đâu đâu đâu, có đâu. Đẹp. Tắt đèn rồi hả? ừ nó tắt đèn Tắt đèn trên lầu á hả? ừ nó tắt đèn trên lầu rồi đó. Đèn dưới chưa tắt nè. Nhưng mà không hiện tôi tụi activity này. Activity đứng yên rồi. Taylor, come here, Taylor. Bin đâu rồi? Bin lên lầu hả? Trên lầu. Nó dí kìa. Nó xuống dưới đây, xuống dưới bếp rồi. Hả? Nó ở dưới bếp á. Nghe tiếng chân đúng không? Ừ. Kêu 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 tiếp đi. Nè giữ cái camera chụp lại. Thấy pin đi, thấy pin. Vài cái tí. Lấy sao nhỉ? Không có lấy được. E không được, không được, không cho, chắc mang nhiều đồ, không có dục đồ ra nhà được. bỏ cái đồ năm năm cái dấu gạch. Trời, đi về bỏ ra như thế nào? Nút G À, được rồi, được.
Taylor, are you here? Answer me. Taylor. Ni hao. What's wrong with you? Ôi. Nó chuẩn bị. Gì? Nó đâu? Cái tần số cái đài này nó đang cao lên là nó gì? Ừ, đang nhìn nè. Ôi, nghe tiếng chân nó rồi nè. Kêu tiếp đi. Thế là. Bị ơi. Đi đâu vậy? Dưới điện ở dưới. Nó đèn ở trong phòng nhỏ tắt rồi. Rồi, hiểu rồi. Đây. Từ. Hello, are you here? Nó trong bếp á, nó. Từ, đợi xíu, bồn ra bồn lấy đồ cái. Xong rồi mình chạy vô bếp coi thử. Sợ thế. Bởi vì game này càng đông càng tốt. Rồi, giờ vô bếp đúng không? Đúng rồi. Nó lên lại lầu rồi, cái tần số đang. Tần số lại thấp à? Ừ, tần số cái đài FM này nó đang thấp à. Đúng thiệt nè, lên lầu nó tăng lại nè. Taylor. Are you here? Answer me, Taylor. Bên phải hay sao này? Có chuyện trong nhà dưới sinh á. Taylor, are you here? Taylor. Đúng. Đâu. Nó trong nhà lại. Mở cái ra bụng chùm nè. Taylor, are you here? Answer me. Ổn quá vậy? Được. Nó mở nước kìa. Nó mở. Ở đây đi. Taylor, are you here? Thôi. Đi có bên sợ thế. Chưa thấy cái gì. Greg Taylor, are you here? Mình phải set up ở trong cái chỗ nào ấy để kêu gọi nó ra mà. Còn không giờ bên đặt cái camera ở đây đi, xong rồi bên đứng đây bên nói. Hình như nó nói chuyện một mình à. Ừ, nó nói chuyện một mình mà. Vậy cái camera đâu rồi? Đấy. Giờ phải đem dục đồ ra ngoài. Bên ra chỗ xe tải đứng đi. Ờ. Rồi. Đặt camera đâu vậy? Thấy camera chưa? Từ, để ra đặt đây nè. Chưa, mở camera lên. Ok. Rồi. Thấy rồi. Hơi chói nha. Bấm vào cái bàn phím để tắt cái chói. Ừ, biết rồi. Rồi. Bôn ra đứng cái cửa sổ này nè Bôn. Rồi. Có gì chụp lại. Ok. Thôi. Lấm camera cái. Cửa sổ nào vậy? À cửa sổ em phòng. Rồi. Hello, are you here? Không đi qua được qua đó sao ấy? Ừ, không đi qua được.
Sao vậy? Trời khó vậy? Chẳng cái nào ơi. Khó vậy? Hello. Đâu rồi? Ồ, nó ở dưới tầng hầm á. Tầng hầm? Taylor, are you... Khuya. Làm gì có tầng hầm? Taylor. Có được rồi, mở. Ờ, sao mở được vậy? Taylor. Nó ở gần này. Hay sao? Taylor. Ở dưới. Ai mở vậy? Lồn nào mở nước ra ta. Đèn tia cực tím này ngu quá. Nhưng không có rồi. Gì vậy? Mở đại. Có đâu, có cầu giao điện kìa. Làm đâu gì? Đâu đó trong góc kìa. À đây. Làm được gì không? Lúc mà cúp điện thì lên mở. À được nè. Ui. mở lên. ok là nó cúp đúng không? Ừ. Nó cúp xong rồi nó dí hay sao? Cức ơi, vô cam bro. Cam. Nó lấy được này. Nó lấy đó, nó phan cho hai thằng. Như đang nấu nước sôi hay sao này. Hello. Hello. Đi đâu rồi? Gần cầu thang à. Cầu thang nào? À, cầu thang lớn à? Taylor, are you here? Taylor? Rude Taylor? Rude Taylor? Ê, chụp cái nước vô anh ơi, chụp cái đâu? Chụp cái nước vô. Chưa. Rồi. Cửa phòng chưa mở nè. Ê. Gì vậy? Như là có cái gì đó. Có thấy cái khói không? Thấy. Khói trên người buôn đấy. Rồi. Là đúng rồi đó. Con này là ma gì á? Ma khói hay sao? Trời phất. Nó gần đây nè, nó gần. Ừ, thấy khói trên người pin rồi. Taylor, I know you're here. Answer me. Làm sao để chụp được nó? Tắt đèn nó mới dí mới chụp được. Ôi, nó đóng cửa kìa. Ủa thiệt hả? Ủa cái tiếng gì vậy? Ủa đó. Phòng nhỏ mở điện. Phòng cháy hôi đi. Taylor you here? Taylor. Để đi vô đây coi. Lắm phòng vậy? Ừ, phòng nhiều ghê. Ê, vô. Ê, nó dí. Ý. Giờ nó dí. Vô. Cầm cái máy chụp. Rồi, đang cầm máy chụp. Nó dí là nghe cái tim đập á. Cái tim mình đập lên. Bên đâu rồi? Bên đây đúng không? Bên kia bên. Thấy rồi. Dĩ biến đứng.
Bro, come out here, bro. Nó gần lắm rồi đó. Giờ làm gì vậy ta? Đi cù. Cho nó chưa dí. Đèn tắt rồi mà. Hình như nó cúp cầu dao. Xuống mở lại cầu dao đi. Ok, ok. Rồi đèn nghe rồi. Đi 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 đi. Đường này đi xuống nha. Đường này đúng không? Thấy tim mình đập lên dừng lại nha. Rồi nó chưa đóng cửa. Bình nghĩ nó dưới tầng hầm á, Bình có nghĩ gì không? Ừ, Bình cũng nghĩ vậy. Biết quá. Có hết không? Mở cái đài coi nó có tiếng nó ở đây không? Gần 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 gần. À không, hết rồi. Hết rồi. Đang giảm xuống, đang giảm. Mẹ thằng lùn. Mở rồi, mở. Rồi đèn dưới đây nè. Đang rọi mà. Rọi cái gì? Sao mở điện rồi nó không mở vậy? Ờ. Ôi. Được rồi, được. Điện không mở. Được rồi nè. À, mở hả? Vậy là phải mở lại từng cái hả? Ừ. Cam bro. Tới. Sợ quá. Sợ thiệt mà. UV này làm được. À, nếu con ma đó có để lại dấu vân tay thì mình sẽ thấy đi UV. Ờ hả. Không có manh mối gì hết ta. Để vô đọc lại cái nhiệm vụ coi. Ok ok. Sao cái thanh hoạt động nó lên cao dữ vậy? Ừ. Vậy cái thanh nó mình hoạt động hay là nó hoạt động? Nó hoạt động. Nó đang hoạt động mạnh mẽ lắm á. Ở vậy. Vậy bây giờ mình kêu nó là được ấy. Ừ. Cái camera vẫn như cũ này. Không, mình chưa biết nó là loại gì nữa. Ừ đúng rồi. Bây giờ có bao nhiêu loại ma? Lầm cuốn sách lên nè. Lầm cuốn sách lên là đọc cái gì? Drop this fucking dude. Có gì để đọc đâu. Bấm nút F. Bruh. Không nút có gì. Không có gì để đọc hết á. F là đặt mà pin. Bấm nút chạy. Chạy, ok. Including God.
Nó tắt hết đèn rồi. Revenge God from hunting a root spot fix gì này. Con ma này nó biết nói với lại nó có tạo ra khói. Đúng rồi. Nó biết nói hả? Nó nói gì vậy? Đi một mình nó mới nói được. Nó nói được cái gì rồi? Find evidence of the paranormal with an EMP reader. EMP reader là cái sóng sóng này nha. Đây, này là con EMP. Này nó có thể là loại Jin hoặc là Mare. Jin hoặc là Mare. Mình chưa có chứng cứ nè. Clean the area near the ghost. Dọn dẹp khu vực. Con ma sử dụng cái gì vậy? Cái tích gì kìa? Mình làm gì có đó nhỉ? Ừ, mình không có. Cái thánh giá thì sao? Cái thánh giá crucifix. Cái đó là revenge. Cái đó là chống chống lại con ma. Ừ, mà mình không có. Cái dòng cái cây thánh giá. Cái dòng thứ tư kìa. À, stick gì? Ừ. EMF reader là cái gì đó? Cái bùn đang cầm nè. Đâu đâu, bên coi thử. Bên giục. Thử. Chắc chắn là nó chứ không lại đi đâu nữa. Nếu bây giờ mà tìm vân tay á thì chắc chắn là dưới cái cầu dây điện có vân tay đúng không? Không, con này không có vân. Là con này không có vân tay. Nó là khói. Bây giờ mình tìm cái gì nữa? Đĩa rớt đây nè. Gì vậy? Nó đang gần. Vô. Chết. Sợ lắm luôn. Còn cái cửa này cửa gì này? Cửa này không cửa nó mở không được nữa. Không có tác dụng, không có tác dụng. Nó đang trên lầu. Ừ, cái quan trọng bây giờ là pin đâu rồi? Cái bây giờ là mình cần phải chụp hình nó mà đúng không? Ừ, cái lại nói chuyện với nó. Thấy khói bay quanh nè. Bắt đầu lên lầu mới thấy khói bay quanh nha. Ừ. Ở dưới. Đóng cửa lại không được vậy? Rồi rồi. Cái giấy à. Đèn chớp chớp. Đóng cửa kìa, nó đóng cửa kìa. Đang giấy. Đập tim. Núp đâu rồi? Đi. Bên đâu rồi? Kế bên. Tắt đèn đi. Tắt đèn rồi. Tim hết đập rồi. Bên những cái bên mà đúng không? Những trong phòng. Sợ quá. Lỗi gì này. Vậy có thể là nó ở đâu trên đây nè. Ờ, pin đi ra ngoài hả? Ừ, đang
Vậy nãy giờ mình đứng yên đúng không? Mình nghe tiếng chân đó Đúng rồi. không ạ? Đúng rồi. Đây có cái cửa phòng gì này? Ôi, cửa qua nhà vệ sinh nè Bin. Gì? Cửa này qua nhà vệ sinh này. À, nó tắt đi. Nó nói gì nè? Ngồi yên. Nó vô. Tắt đèn đi. Tao rồi. Sao trên người buồn những có đèn vậy? Bôn, cầm cái máy ảnh đi Bôn. Không đi máy ảnh rồi. Có cái ly à? Đừng. Đừng có lạc. Làm sao bây giờ lỡ cầm cái ly không? Trời sắp sáng rồi ta. Trời làm gì có sáng. Giờ sao? Cười. Vẫn còn nháy đèn đúng không? Dạ, thử bật đèn. Thử bật xem. Hết nháy rồi, hết nháy. Nó trong cái nhà vệ sinh hay sao ấy. Ôi nó kìa. Cái bóng không? Tay. Nó ở đây á, nó nằm nhớ đó. Chết rồi. Nó vẫn ở đây hay sao ấy? Nó vẫn ở đây á, nó làm gì hết? Nó bóp cổ vậy. Vì ơi. Không ai đeo cái máy chụp hình. Nó mở cửa nghe Vì ơi. Nhớ nó đóng cửa rồi. Chắc ra ngoài. Gần. Đứng kế bên rồi hay sao này? Đứng kế bên bồn. Đi. Ui. Đang ngồi yên luôn, không dám nhúc nhích luôn á. Mình cũng đang ngồi yên nữa. Ngồi yên trên giường. Vô đó rồi. Chạy ra được không ta? Không chạy bằng nó đâu. Được, nhưng mà nếu mà cái cửa nó mà đóng á là không có chạy được. Thì bởi vậy mới khổ này. Bây giờ không biết cửa đóng hay không nữa. Gặp không biết cửa đóng hay không. Đây còn nữa đây đi. Nữa dí nữa. Bị nơi. Nó vô lại phòng mình này. Nó biết mình ở đây rồi mà mình không có cái thánh giá, không làm gì được nó hết này. Không làm gì được luôn á. Như cái thánh giá phải mua hay sao mà. Đúng rồi, phải mua từ lúc đầu rồi. Mà không mua cái thánh giá này ăn mày rồi. Chết rồi. Kẹt đây suốt đời mất. Không là chạy không? 1, 2, 3 chạy luôn. Từ. Để nghe tiếng nó đi qua phòng khác đi đó. Ok. Ôi. Lại nó đang bật đèn hay sao? Nó đang mở nhạc kìa. Ghê vậy. Ui gì vậy? Gì vậy? Biết. Biết không có đi. Nó đi á. Biết rồi. Sao? Nó đang mở nhạc trong phòng mình ấy. Ghê vậy. Phòng này phòng ngủ nó mà. Giờ sao? Hình như nó đóng cửa rồi kìa. Ôi, nó lại mở đèn kìa. Hình như nó phải giết được một trong hai thằng á là nó mới hết hay sao á. Nó lại vào kìa.
trong đó mà vào là cái thanh, cái bên đang cầm cái thanh gì nè, nên là nó sẽ kêu tít tít lên liền. Đó, đó, đó. Nó lại vào phòng đấy. Nó đi vòng vòng ở ngoài luôn á. What we can do bro? Thì không biết kìa, cửa ở dưới có đóng hay không á, chạy. Giờ chạy ra đứng trước mặt rồi. Cầm theo cái đèn đi, cầm theo cái đèn đi, đừng bỏ liền á. Để chiếu đèn vô tường thử. Rồi, tắt rồi nè. Nhưng mà đèn không chớp nháy á. Không chớp nháy hả? Ừ, một đèn, luôn. Đèn không chấm nháy. Giờ sao, giờ sao? Chuẩn bị chạy thôi chứ sao vậy? Ôi, như... Gần tịch. Như nó lại vào đấy. Ờ, thế vậy thì nó không phải là dạng ấy rồi. Dạng khói tàng hình rồi. Phải, nhưng mà nó vẫn sẽ có bóng, hiểu không? À... Nó để lại khói thôi. Mình thấy là chỉ có bóng thôi, nhưng mà lúc mà cầm cái máy ảnh chụp lại là sẽ có hình luôn, giống như cái hình pin gửi. Con ma nó cam đây rồi. Đèn không nhấp nháy nè. Này, giữ đang cầm cái ly nè. Thấy kế bên nè. Ở gì? Có chưa, gì chưa sao? Cái gì xanh xanh kế bên mình vậy? Thấy không? Thật. Ồ, thấy không? Có cái gì xanh xanh phía sau bên vậy? Có cái chấm xanh xanh ấy. Ơ không có. Ờ không, hình như cái máy của bên á. Cái máy của bên. Cái máy bên. Nó chạy ra luôn ấy. Cầm cái đèn ấy. Ơi đừng. Trời, bên nó nghe được mình nói hay sao? Ôi chết chết. Ui. Ôi chết, có mực. Chết chết. Ôi đi nhấp nháy rồi. Đi nhấp nháy. Tắt đi, tắt đi, tắt. Tắt rồi, tắt rồi. Ẩu thiệt, trời ơi. Ai biết đâu, bóp đại. Cái máy pin nó có lên sóng không? Chưa, nó hồi nãy nó gần bô luôn. Nãy nó đứng kế bên bô luôn. Ừ. Game này đéo nhảy được à? Ừ, game này không có nhảy. Tính nhảy lên giường đứng á. Hay là mở cái đài xong rồi mình chạy ra ngoài luôn không? Hồi nó dí trước á. Không là mình chạy từ từ. Kiểu mình mở cái đài xong rồi mình đánh lạc hướng nó đi vô chỗ cái đài này. Xong mình chạy ra. Nó vẫn biết à. Nó vẫn biết. Biết à. Ừ, mấy ma này khôn lắm. Yeah. Khổ thế. Như hồi nãy mở cái đài nghe cái tiếng của nó nói hay sao ấy. Đúng không? Không phải đâu. Đúng rồi, bây giờ mở không nghe tiếng này. Nhưng mà nãy nó ở gần là nghe tiếng nói. Nó gần. Nó lại mở nhạc đấy. Nó lại hết nhạc rồi. Bim. Bim vô cốc. Giờ anh mở cái đài nha, xong anh chạy qua chỗ pin. Thử mở đèn lên coi soi nó có ở đây không. Hai thằng cùng mở nha cho nó hoảng. Cầm. Hả? Cầm. Cái gì? Biết không có cầm đèn. Chứ cầm cái gì? Cái thanh đo gì, đo năm. Chừng. Gần. Chớp cháy rồi. Rồi.
cảnh trời đẹp quá. Không cảnh trời đẹp chứ, sắp chết nơi. Ông nữa giờ không dám nhìn ra đằng. Còn không đánh lạc hướng thiệt đi bố nên. Chỉ đứng đây hoài. Đánh lạc hướng thôi. Cầm cái đèn đi. Đang cầm rồi, đang cầm. Cầm mở cái là chắc. Bây giờ mở cái nha. Ok. Bây giờ sao? Bây giờ chạy đi đâu rồi? Để nó đi vô xong mình đi sau lưng nó nha. Ok. Nó gần. Ê chạy, ê chạy. Bỏ nút C đi. Nút C. Để nó vào đó, đi đâu rồi? Kéo bên cái ghế nè. Bật đèn chứ. Đèn không chấm nháy. Thôi đèn chấm nháy. Đèn không chấm nháy. Cái đài luôn chưa. Tay lo thử. Thôi gần. Đèn chấm nháy rồi. Cái tim đập. Cái pin đập à. Cái pin không có đập. Ừ. Tim. Mà nó bắt pin á. À không, nó không biết. Nó biết phòng nào sao. Đèn là hết cho máy à. Nó đang trong nhà vệ sinh á. Bên gần á. Tắt đèn. Để nó mở cửa tắt đèn. Đập rồi. Chiếc đập đập thôi. Vô ơi. Đi. Đập cửa sổ chạy luôn. Nghe tiếng chân nó vậy nha. Má biết. Không, có nghe tiếng chân á. Đó, bên phải nè. Cửa chính. Rồi, tắt. Tắt rồi. Nước đậu xuống. Mở đèn chiếu thẳng cho người pin. Phòng bên. Đèn nhấp nháy nha, đèn xanh nhấp nháy nè. Mình còn sống không vậy? Sao im lặng quá vậy? Còn sống nè. Còn. Mở cái đài thử pin. Bày vô giết mình. Hết chết tắt rồi. Đèn chạy luôn. Ôi. Gần. Nó lại vào á. Nó đang vào á. Sao có tiếng điện thoại rung vậy? Cái phòng này có điện thoại hả? Ừ, chắc phòng này có điện thoại. Nằm với cái kệ của buôn luôn hay sao ấy? Nó đang ở gần đây hay sao á? Ừ, kế bên, phòng kế bên.
máy của biến hết kêu rồi nè. Nó đi lại. Nó đang gần rồi. Đèn chập tắt. Đèn có nhấp nháy không? Chạy luôn không? Ui, nó mở cửa phòng nhà vệ sinh kìa. Bên mở. Giờ sao? Chạy vòng cửa nhà vệ sinh không? Ừ, chạy vòng cửa nhà vệ sinh trong chạy. Bây giờ Bên mở cái đài đi. Mở cái đài xong rồi mình chạy vô nhà vệ sinh, xong mình đóng cửa nhà vệ sinh. Xong mình mở cửa nhà bên kia mình chạy. Ok. 1 2 3. Ôi chết. Bị đây. Cái cửa đâu? Chết rồi. Chết dở nữa. Tự nhốt mình trong vòng kính rồi. Nó phá rồi. Từ từ đi, tí nữa là mệt. Em chạy nha. Nhà sinh dấu rồi biết. Còn biết gì. Chạy ra luôn không?
quá à. Giờ tắt cái đài đi. Ừ, hả? Mày nằm mở điện, chết cả đi. Không có gì. Ma này không có dùng tay đi đây. Ừ, con ma này không? Cái đèn tím vô dụng. Đi ra. Cửa này nó khóa đây. Cái đó. Cái đi. Bình mở cửa đúng không? Không không. Đi đây, đi ngoài. Đâu rồi, tắt đài rồi hả? Điện đài, điện đài. Để mở cửa thôi. Chạy khóa nè. Có được không? Mấy bấm kéo cái gì ra được này. Vậy, tới gần rồi nha, tới gần rồi nha, nghe tiếng chân này. Vậy là cửa dưới nó vẫn khóa. Ôi, nó tới. Vậy là cái cửa chính dưới là rồi. Nó khóa luôn. Ừ, nó khóa cửa chính luôn á. Bây giờ mình không có cái gì. Vậy làm sao ra? Ở vậy. Toilet nè. Toilet bên kia, toilet bên kia. Đây là mở cửa nào kìa bên đây. Như nó ở dưới nhà hay sao ấy. Ừ. Gần ui, gần ui. Gần gần. Ui, tại sao lại núp sau trong cây? Nó ngoài. Mở cái đài đi. Bây giờ mở cái đài nó mới vào. Rồi bên chỗ mà đâu đó. Đi qua góc này trốn dưới đây. Ê, qua đứng kế bên cái ghế này. Người kia. Chưa. Mở chưa, mở đài chưa? Chưa. Mở đi, mở đi. Đứng ở kia đi, mình nói chuyện với nó hả? Hello, are you here? Hello, are you here? Hello, are you here? Gọi nó vô đây luôn. Come here, Taylor. Come here, Taylor. Rick Taylor. Rick Taylor, can you come here? Đang bắt đầu vô. Không có. Taylor, cái đài FM nó đang tăng. Taylor, come here.
cửa cái mũi không vào nữa thì tôi chịu nha. Mở đại chưa vậy? Rotella, come here, Rotella. Rotella. Vô bên đây. Rồi bên chết rồi. Bye bye. Chết rồi. Public server xong rồi mời mấy bạn kia vào. Chắc vậy quá. Vào đi, vào đi. Thấy tên cái hình khuôn mặt thì vào. Là bốn á. Smoke stick rồi. Một cây gậy nè.
chơi hết. Ừ, không thấy ai chơi thôi. Chôn nhá. Bạn Bôn chưa về cho nên là nó chưa vô chơi. Có người vô rồi đó. Vãi cứt hay. Chọn công việc đi, chọn công việc đi. Ờ, chọn rồi. Mày ra đi lăng à cô? Chắc rồi sao vậy? Bấm nút về, bấm nút về. Ready, ready, ready. Wait lang, mag-a lang ako. Ready, bro. Can wait, you... wait. Okay, wait, okay. Wait. Can you guys speak English? Can you guys speak English? Sige. Can you guys speak English? Game the way này. Ui, trời mưa này. Hello bro, what's up man? Hello. Hello. Where you from bro? Philippines. Oh, Philippines? Yeah. Beautiful country, man. Do you know how to play this game? Yes, of course. Ooh. This is my first time, bro. Can I play Minecraft? Where are you from? I'm from Vietnam. Okay. Can we play Minecraft on this computer? No. Mình chưa vào đó Vin. Chưa vào luôn. Buồn với thằng Philippines ngồi nói chuyện như này. Hai thằng kia vô chưa? Mới có một thằng Philippines hả? Wow. Wow, how you do that? Ooh, how you can do that? Đi vào chưa? Đây, đây, đây. Thằng kia nó làm cái gì nó ngồi xuyên tường được kìa. Good game, guys. Yeah, yeah, good. Where your friend, bro? Chat sao nhỉ? Không có chat được. Where your friend? Hình như không phải bạn đó. Thằng kia mấy cùi vãi liền luôn hay sao ấy. John. Mình kia đâu rồi? Kia lâu dữ. Trời lại còn mưa. Nó vô rồi kìa. Alright, we're here. Alright, we're here.
Có nhiều đồ vậy. Ngoài thằng này có nhiều đồ lắm á. Ồ. Thì nó giàu. Let's go guys. Yeah yeah, let's go. Let's... Ui. Nó có trụ camera đồ cái thứ này. Ừ. Hay là nó hack? Chắc có thể là hack. Nó có cầm máy phát điện đồ thứ này. Cầm cái lọ muối đi. Trời 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 trời. Cầm lọ muối chi vậy? Oh, bro. Không cầm thanh giá. Đang cầm nè. Ờ, đo nhiệt độ. Trời. Quên lấy cái đèn pin nè. Lấy được camera nè. Let's go, let's go. Yeah, yeah, let's go. I'm coming. Where I can put the camera? Wait. Chắc đặt camera giữa nhà đấy. Kiếm chụp cao cao đặt lên. Nè. Muốn đặt giữa đường đi luôn. Hợp lý. Pin đâu rồi? Trong căn phòng. Pin là thằng cầm cái gì vậy? Okay. Đây đây đây. À. Giá này. Nhìn chôn thế nhỉ. Kêu gọi gì đó đi chứ. Quên cầm cái máy tài ơi. Hey guys, đi tới, đi tới. What? What happened? Ôi. Here guys, here. Okay, okay. Okay, okay. I will take a picture. Where another guy? Where our friend? Thằng kia ra ngoài lấy đồ ấy. Vậy đi ra lấy đồ, đi ra lấy đồ thôi chết. Thế còn thằng bạn mình đâu? Chả biết. Bốn thằng luôn. À thằng kia ở trong này lấy đồ. Ờ lấy cái gì đây? Lấy nến không? Ê, được cái nhiệm vụ thứ ba nè. Hey, we have done the objective. Let's go, let's go. Okay. Let's go, boy. Có gì đập nó không nhỉ? Sao bộ lại cầm điếu cần này? Pin pin vô trong nhà chưa? Rồi. Thằng kia nó đi ra rồi. Ừ. Chỉ đi ra lấy đồ sao? Con ma tên gì vậy? What's the ghost name? Turn up the light. Sao rồi, sao rồi? Ổn không vậy? Đang đặt, đang lật muối.
First evidence goes right. Ma nó ghi ra chữ. Cái gì? Ma nó viết ra chữ. Nó viết live or die. Trời, nó chuẩn bị viết á. Đặt muối để làm gì nhỉ? Cái nhiệm vụ nó bắt mình đặt muối. Giống như là đặt thêm những chỗ nó đi hả? Hay như là... Ừ. Đặt ở giữa đường này đi, đặt ở giữa đường. Ừ, đúng rồi. Turn off the lights. Bro. Turn off the light kìa. Từ bro. Turn off the lights. Đường tắt đấy. Camera kia bật chưa? Đây. Rồi, ok. Xài một cái thôi. Nghe tiếng súng bắn kìa. Ủa sao, sao mình đang xài hai cái rồi kìa? Kệ đi, không sao. Tí nữa cửa nó đóng là biết nó dí. Cửa đóng nha. Gì thiệt luôn hả? Ừ. Bôn đang đứng ở cửa nè. Nhưng mà Bôn không có ở trong. Bôn ở ngoài. Ơ điện cũng ngoài. Ba thằng ở ngoài hết. Ở ngoài mở cửa vô trong được á. Bin đâu? Bin cầm camera hả? Ừ. Cầm cái đèn. Đâu? Đèn này cái bên. Sao thấy Bin cầm camera? À đèn. Hai thằng kia ở trong mà. Mở cửa được rồi. Ừ, hồi nãy Bôn mới mở lại. Mà ở bên trong nghe tiếng ti từ cái thứ. Bin vô chưa? Đâu rồi, vô rồi. Rồi làm gì? Lúc mà nó dí thì kiếm chỗ nấp đó nha. Có cái tủ kế bên này nấp nè. Không có cái đèn hồng ngoại hả? Như giò có. Hả? À này chắc không có để giấu à. Có chứ, nó đã biết thì chắc chắn là sẽ có nó ở đây. Có hả? Thì lấy thôi. Give us a sign, Richard Davis. Nó nói gì kìa? Chưa nghe luôn. Thằng đồng đội mình đâu rồi? Như một thằng chết rồi hay sao ấy? Thằng kia out rồi. What we supposed to do? Đèn hồng ngoại là cái này nha. Này đúng không? Mình như cái nhỏ nhé. Đúng rồi nè. Bên chậm gì vậy? Cái đài. Làm sao để biết nó gần? Ủa thằng còn lại đâu? Thằng kia out rồi. Ông ba thằng luôn mà. Bạn mình đâu? Ủa? Cái đài này để làm gì? Biết đâu. Rồi thằng kia out luôn rồi. Vãi đây. Khổ thế nhờ. Coi con ma tên gì. Chôn quá vậy. Để xíu Bôn làm đồ cái. Khổ thiệt sự. Sấm sét mà sao nó nổ đùng 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 giống như tiếng súng á nhỉ. Ừ, hết hồn. Chôn thật.
Spotify.com. Spotify cho khách đấy. Ok. July là tháng 6 mà đúng không? Đúng rồi. Game này khó hiểu thật sự. Game này khó hiểu. Bắn set go đi, khi nào có bạn bôn rồi chơi. Ok, bắn set go đi. Bủ quá. Nghe tiếng mưa đau hết cả tai. Game chôn thật sự. Nãy Bin thấy được con ma kia là cái gì không? Cái con mà bẻ cổ Bin á. Ơ, Bin đâu rồi? Alo. What the fuck? Sao chú nghe miêu tả? Bin ơi. Đi đâu mất tiêu rồi? Mà bị cũ rồi. Alo alo alo. Xuống lấy cho mua bình nước đi Út. Ok, còn bình lê. Thank you.
sáng mờ mờ bình thường nha. Alo, nghe ông vậy? Xếp pin ơi. Let's roll. Shadow Rigger này muốn vui vậy. We must move. Hello. Decoy. Hello. Negative. Balcony, balcony. Boy, one side. In. To city, to city. In here. Correct. To city. That. Can you see that? Yes. No.